Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Trung Quốc đe dọa Việt Nam phải trả giá đắt nếu dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vấn đề Biển Đông Một tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm và suýt làm chìm tàu cá Việt Nam hôm 10 tháng 6 trong vùng quần đảo Hoàng Sa có tranh chấp dẫn đến phản đối từ Hội nghề cá Việt Nam Vấn đề kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế liên quan đến các tranh chấp trên Biển Đông được các hội các đại biểu Quốc hội Việt Nam đưa ra nghị trường hồi cuối tháng 5 năm 2019. Trong viên họp Quốc hội sáng ngày 31 tháng 10 năm 2019, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng cần đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế liên quan đến việc nước này xâm phạm bãi tư chính của Việt Nam và nhiều hoạt động xâm phạm chủ quyền khác. Phát biểu của ông Dương Trung Quốc trước Quốc hội sáng cùng ngày được cho là thẳng thắn khi ông đặt câu hỏi sao báo cáo trước quốc hội lại né tránh gọi tên Trung Quốc. Sau đó vào ngày 6 tháng 11 năm 2019 tại một hội nghị ở Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nói Việt Nam sẽ ưu tiên chọn đàm phán nhưng nếu đàm phán không mang lại kết quả thì Việt Nam bắt buộc phải cân nhắc những sự lựa chọn khác. Ông Trung nói, chúng tôi hiểu rằng các biện pháp đó gồm tìm hiểu các tài liệu minh chứng, nhờ hòa giải hàn gắn, thương thuyết, trọng tài và kể cả kiện tục, theo tường thuật của Reuters. Vào tháng 1 năm 2020, Bộ Quốc phòng Việt Nam trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Đà Nẵng về vấn đề Trung Quốc trên Biển Đông đã nêu rõ cần tích cực chuẩn bị, thu thập tài liệu chuẩn bị sẵn hồ sơ đấu tranh pháp lý đưa ra quốc tế vào thời điểm phù hợp Quan điểm kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế cũng được nhiều chuyên gia về Biển Đông của Việt Nam ủng hộ. Trao đổi với BBC Tiếng Việt hồi cuối năm 2019, ông Hoàng Việt, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu luật quốc tế, nói Việt Nam đã khá chậm trong việc phản ứng các hành động của Trung Quốc trong vụ bãi thư chính. Ông Hoàng Việt cho rằng nếu không ngay lập tức có các giải pháp tức thì để tranh thủ ủng hộ của thế giới, trong đó có việc kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế thì hậu quả có thể khó lường. Chỉ hai ngày sau vụ việc viện trưởng một viện nghiên cứu của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông viết trong một dự án nghiên cứu thuộc Đại học Bắc Kinh rằng sẽ có những hậu quả nếu Việt Nam dẫn tới trong viện kiện Trung Quốc về các vấn đề Biển Đông tại Tòa Trọng Tài Quốc tế các báo Việt Nam hôm 14 tháng 6 dẫn lời bộ ngoại giao tại Hà Nội cho hay một tàu sắt và một cano của Trung Quốc đâm va và vào một tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam vào ngày 10 tháng 6 ở gần đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tàu cá Việt Nam có nguy cơ bị chìm và 16 thuyền viên của tàu bị rơi xuống biển vì các cú đâm từ tàu của Trung Quốc theo tường thuật của VN Express tuổi trẻ sức khỏe và đời sống. Riêng báo sức khỏe và đời sống nêu cụ thể là lực lượng hải cảnh của Trung Quốc đã đâm húc cướp phá tài sản tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi gây thiệt hại khoảng 500 triệu Việt Nam đồng. VN Express và tuổi trẻ cho biết rằng ngay trong cùng ngày xảy ra vụ việc, hai đơn vị thuộc Bộ ngoại giao Việt Nam và cục lãnh sự và đại sứ quán Bắc Kinh đã trao đổi với phía Trung Quốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa yêu cầu phía Trung Quốc điều tra và xác minh thông tin sự việc và thông báo kết quả cho Việt Nam để tiếp tục phối hợp giải quyết. Tin tức của VN Express và tuổi trẻ không cho biết bộ ngoại giao Việt Nam có đưa ra lời lên án hay phản đối Trung Quốc về vụ việc hay không. Cơ quan báo chí này tường thuật rằng bộ ngoại giao đề nghị các cơ quan chức năng Việt Nam sớm có các biện pháp giao thiệp cần thiết với phía Trung Quốc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân. Ngày 26, ngày 2, ngày 12 tháng 6, tàu cá bị nạn đã về đến Quảng Ngãi, vẫn theo tin của VN Express và tuổi trẻ. Trong khi đó, tin của sức khỏe và đời sống nói hôm 13 tháng 6 rằng Hội nghị cá Việt Nam lên án và phản đối hành động vô nhân đạo nêu trên của Trung Cộng. Hội này cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam phản đối kịch liệt với phía Trung Quốc để chấm dứt ngay những hành động cản trở, tấn công như kể trên tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Đồng thời, yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền về Hoàng Sa. Trong trên thực tế, Trung Quốc giành quyền kiểm soát hầu hết các quần đảo này từ Tây Việt Nam Cộng Hòa kể từ đầu năm 1974. Nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay không nắm giữ thực thể nào ở đó. Hai ngày sau vụ tàu cá Việt Nam bị tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm, một học giả Trung Quốc đưa ra nhận định hôm 12 tháng 6 rằng Việt Nam có thể nhận một số hậu quả nếu kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế về các vấn đề Biển Đông. Theo tìm hiểu của VOA, tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải, quốc gia của Trung Quốc, nêu ra ý kiến trong bài viết cho chương trình sáng kiến tìm hiểu tình hình chiến lược Nam Hải tức Biển Đông thuộc Viện Nghiên cứu Hải Dương tại Đại học Bắc Kinh. Việt Nam có động lực nào để khởi kiện? Trong bài viết bằng tiếng Anh có nhan đề liệu Việt Nam có suy nghĩ kỹ trước khi nộp đơn kiện về Nam Hải, tức Biển Đông, vị viện trưởng họ Ngô đặt giả thiết rằng nếu Việt Nam khởi kiện Việt Nam sẽ giống như Philippines. Hồi tháng 7 năm 2016, sau khi xem xét đơn kiện của Manila chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông, một tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết phủ nhận bản đồ chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông. Mặc dù phán quyết của tòa trọng tài không có cơ chế thực thi nào đi kèm, song nhiều chuyên gia pháp lý quốc tế và Việt Nam vẫn xem đó là một thắng lợi lịch sử, không chỉ đối với nguyên đơn là Philippines mà còn cho các nước khác có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông bao gồm Việt Nam. Tiến sĩ Ngô Sĩ Tôn, vị viện trưởng của Trung Quốc cho rằng có thể có 4 lý do mà Việt Nam toàn tính để tiến tới khởi kiện Trung Quốc theo bài viết của học giả này mà VOA đọc được. Lý do thứ nhất là theo ông Ngô là Việt Nam lẽ có lẽ muốn biến việc chiếm giữ các đảo và dạng san hô ở Trường Sa trở thành các có tính vĩnh viễn và như vậy sẽ làm suy yếu chủ quyền lãnh thổ và yêu sách quyền hàng hải của Trung Quốc. Thứ hai, Việt Nam tin rằng việc phân xử qua tòa trọng tài như vậy sẽ tạo cơ sở cho việc chống lại các hành động của Trung Quốc cũng như tạo cơ sở cho cộng đồng quốc tế trợ giúp Việt Nam. Viện trưởng Ngô Sĩ Tồn viết Lý do thứ ba mà Việt Nam có thể cố làm xấu đi tình hình của và hình ảnh của Trung Quốc làm cho nước này bị xem là bắt nạt, những nước yếu hơn và không tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhằm đưa Trung Quốc vào thế bất lợi, theo học dạ giả họ Ngô, tính toán này của Việt Nam cũng phù hợp với cách tiếp cận chiến lược của Hoa Kỳ trong việc kiềm chế Trung Quốc. Cuối cùng, có khả năng là Việt Nam hy vọng kết quả tiềm tàng từ phân sự của tòa trọng tài sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam tối đa hóa lợi ích của mình trong khu vực, tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn viết. Tuy nhiên, học giả Trung Quốc này cho rằng nếu Việt Nam dẫn tới khởi kiện Trung Quốc, đó sẽ là việc làm không khôn ngoan và Việt Nam sẽ phải trả giá đắt. Trung Quốc sẽ cứng rắn ở Trường Sa và Bãi Thư Chính. Nếu Việt Nam liều lĩnh dám nộp đơn kiện ra trọng tài quốc tế, tôi tin rằng Trung Quốc sẽ không ngồi yên, viện trưởng Ngô viết. Tiếp đến, học giả này liệt kê ra những động thái đáp trả mà Trung Quốc có thể tiến hành, trong đó hàng đầu là Trung Quốc có thể công bố đường cơ sở thể hiện lãnh hải của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa mà họ gọi là Nam Sa. Thứ hai, Trung Quốc có thể hành động cứng rắn hơn và chấn áp mạnh hơn đối với việc ngư dân Việt Nam đánh bắt cá mà Bắc Kinh gọi là bất hợp pháp tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đặt tên là Tây Sa, vẫn theo lời của Viện trưởng Ngô Sĩ Tột. Ngoài vụ đâm tàu mới nhất xảy ra hôm 10 tháng 6 nêu ở phần đầu của bản tin, Trung Quốc đã nhiều lần đâm chìm hoặc bắt giữ bắt nạt các tàu cá của Việt Nam ở vùng biển này trong các năm gần đây. Một biện pháp đáp trả nữa từ phía Bắc Kinh nếu Hà Nội khởi kiện, theo vị tiến sĩ Trung Quốc là đất nước 4,14 tỷ dân có thể kìm hãm và chặn đứng quá trình quân sự hóa của Việt Nam trên các đảo và các dạng san hô nằm trong tay của Việt Nam. Viện trưởng Ngô Sĩ Tồn phát họa về một số hành động mang tính chiến thuật như chặn đường và xua đuổi tàu Việt Nam đi vào vùng biển không được phép, làm đứt nguồn cung cấp hậu cần cho binh sĩ Việt Nam đồn trú trên các đảo và dạng sân hô. Các biện pháp quản lý và kiểm soát hơn thế nữa nếu như sẽ được thực hiện nếu cần, tiến sĩ Ngô cảnh báo. Cuối cùng, vị viện trưởng của Trung Quốc nói các nước của ông Nước của ông có thể sẽ khởi sự thăm dò dầu khí trong bãi tư chính nếu Việt Nam nộp đơn khởi kiện Trung Quốc. Có thể nhân cơ hội này đi trực tiếp vào bãi tư chính mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, pháp lý nào để khởi động việc thăm dò dầu khí. Đây sẽ là một bước đột phá đối với Trung Quốc là hoạt động thăm dò dầu khí đầu tiên ở khu vực Nam Sa, tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn viết. Kết luận bài viết học giả Ngô khẳng định rằng nếu chọn con đường kiện tụng Việt Nam sẽ chứng kiến quan hệ Việt-Trung bị thụt lùi và trả giá đắt cho những biện pháp đáp trả từ phía Trung Cộng. Việt Nam nên nghĩ kỹ trước khi nộp đơn kiện, Viện trưởng Ngô Sĩ Tồn nhấn mạnh. Tham khảo với giới nghiên cứu VOA được biết rằng ở đất nước Trung Quốc dưới quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, quan điểm của một viện trưởng như Ngô Sĩ Tồn không thể có sự khác biệt với quan điểm của Đảng Cộng sản và nhà nước Trung Quốc. Ba ngày sau khi viện trưởng của Trung Quốc nêu ra quan điểm chứa đựng những ý tứ đe dọa, đến thời điểm bài báo của VOA được đăng phía Việt Nam vẫn chưa có phản ứng chính thức nào. Liên quan đến vụ tàu Trung Quốc truy đuổi đâm hỏng tàu ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa, Việt Nam đã trao đổi với Trung Quốc yêu cầu điều tra đồng thời khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Sáng 13 tháng 6 trả lời tuổi trẻ online về thông tin tàu Trung Quốc và chạm dẫn đến sự cố với tàu QNG 96416TS khi tàu QNG 96416TS đang đánh bắt cá tại khu vực đảo Lincoln thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, về việc này, trong ngày 10 tháng 6, cục lãnh sự bộ ngoại giao và đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã trao đổi với phía Trung Quốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra xác minh thông tin vụ việc và thông báo kết quả cho các cơ quan chức năng của Việt Nam để tiếp tục phối hợp giải quyết. Theo người phát ngôn, sau khi khắc phục sự cố chiều ngày 12 tháng 6, tàu cá QNJ96416TS và toàn bộ ngư dân trên tàu đã về tới Sa Kỳ, Quảng Ngãi an toàn. Các ngư dân hiện đang cách ly tại Trung tâm Y tế Bình Sơn, Quảng Ngãi theo dõi quy định phòng chống đại dịch virus Vũ Hán. Bộ Ngoại giao đề nghị các cơ quan chức năng Việt Nam khẩn trương tiếp xúc với các ngư dân lấy thông tin, phối hợp điều tra xác minh làm rõ vụ việc và sớm có các biện pháp giao thiệp cần thiết với phía Trung Quốc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bà Thu Hằng nói thêm. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã lên tiếng cảnh báo về những diễn biến phức tạp trên biển Đông và yêu cầu quân đội đề cao cảnh giác để sẵn sàng đấu tranh. giúp và giữa lúc xung đột giữa Hà Nội và Bắc Kinh trên vùng biển đầy tranh chấp tăng cường trong những tháng gần đây. Tại hội nghị giao ban tháng 5 năm 2020 của Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội hôm 1 tháng 6, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch được VTV và quân đội nhân dân trích lời nói rằng, trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, Thường vụ quân ủy Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị để kiến nghị đối sách của ta trong tình hình hiện nay. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam không chỉ rõ những diễn biến phức tạp trên Biển Đông là gì, nhưng trong hơn 2 tháng qua, Trung Quốc đã tiến hành nhiều hoạt động khiến cho Việt Nam lo ngại và làm sự xung đột giữa Hà Nội và Bắc Kinh tăng cao. Các hoạt động này gồm đâm chìm tàu cá của Việt Nam, công bố tên tiêu chuẩn cho hàng chục đảo đá và thực thể địa lý trên Biển Đông. Sau khi tuyên bố thành lập quận Tây Sa và quận đảo Nam Sa, và gần đây nhất là trồng và thu hoạch rau ở Hoàng Sa. Việt Nam đã lên tiếng cũng như trao công hàm phản đối về hành động của Hà Nội cho vi phạm chủ quyền Việt Nam và luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các đơn vị đề cao cảnh giác, cách mạng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nói tại hội nghị hôm 1 tháng 6 và yêu cầu các đơn vị quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thực hiện điều chỉnh bổ sung một số kế hoạch mệnh lệnh kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Vị đại tướng đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam yêu cầu quân đội Việt Nam đảm bảo trong bất luận hoàn cảnh nào cũng không để bị động, bất ngờ sẵn sàng về phương án để bảo đảm đấu tranh thắng lợi, bảo vệ những vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ. Lời cảnh báo của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc bị Mỹ và cộng đồng quốc tế cáo buộc đang thực hiện nhiều hoạt động để tăng cường sự hiện diện của họ trên vùng biển có nhiều tranh chấp trong lúc Việt Nam và các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền phải bận rộn đối phó với đại dịch virus Vũ Hán bắt nguồn từ Trung Cộng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.